Vâng, Đại Thành xin được kính chúc tất cả quý vị có một cuộc sống tốt đẹp, luôn mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công. Thì đúng như ông cha ta đã nói, thương trường là chiến trường. Trong thời buổi kinh tế, công nghệ phát triển và đặc biệt đó là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang giúp cho tất cả mọi người kết nối một cách dễ dàng hơn, không những ở một khu vực nhỏ mà còn nhanh chóng kết nối ra toàn quốc. Hơn nữa, ngày nay chúng ta dễ dàng kết nối ra toàn cầu. Chính vì vậy, thương trường ngày nay lại càng trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn. Vì vậy, trong mỗi chúng ta đều phải bán và thậm chí là bán thật nhiều. Và để thành công trên thương trường thì càng đòi hỏi trong mỗi chúng ta đều phải có kỹ năng xuất sắc hơn. Và một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với một nhân viên bán hàng, một giám đốc kinh doanh và thậm chí là cả một công ty bán hàng đều cần, đó là tài hùng biện, thuyết trình và đàm phán. Đó như một yếu tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bước đường kinh doanh có hiệu quả và thành công. Vì vậy, chúng ta có thể nói tài hùng biện là con đường rất tốt để cho những nhà kinh doanh thông minh thành công. Nói đúng ra là nếu bạn không có tài hùng biện thì tuyệt đối không thể hoặc rất khó khăn để mở cánh cửa kinh doanh thành công. Một khi có tài hùng biện, đàm phán giỏi giang thì bạn sẽ kinh doanh như cá gặp nước. Nếu làm ăn nhỏ cũng biến thành làm ăn lớn. Thương trường cạnh tranh khốc liệt nên nhà kinh doanh không thể thiếu được năng lực xuất sắc. Đàm phán giỏi giang thì nếu có người lấy hết đi tất cả mà chỉ chừa lại cho bạn một lựa chọn thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ lựa chọn kỹ năng hùng biện và đàm phán. Với tài hùng biện này, sớm muộn chúng ta cũng sẽ lấy lại được những gì đã mất và trở nên thành công hơn. Vậy nếu bạn là một nhà kinh doanh tài giỏi, không lẽ nào bạn không mong muốn những lời hay ý đẹp, thông minh, lôi cuốn lòng người khi bình luận? Lẽ nào bạn không muốn thuyết phục khách hàng trở nên hiệu quả hơn để mở rộng thành tích tiêu thụ hàng hóa, giúp nâng cao thu nhập? Lẽ nào bạn không mong muốn cải thiện những mối quan hệ giao tiếp của mình? Lẽ nào bạn không muốn nổi bật và trở nên xuất sắc hơn để vượt qua đối thủ, cho dù trong cuộc họp hay là trong cuộc điện thoại?
thậm chí là trong cuộc sống hàng ngày và trước mọi mặt, trước mặt mọi người. Làm thế nào để có ảnh hưởng lớn và gây ấn tượng mạnh mẽ, tự tin và tràn đầy sức sống, sức sống để thuyết phục mọi người? Làm thế nào để có thể sử dụng được sức mạnh của mình? Chúng ta có hai cách: nhận thức tính quan trọng của kỹ năng hùng biện, đồng thời nâng cao được năng lực ăn nói của bản thân. Vì vậy có thể nói là tài hùng biện là vốn thành công của mỗi con người. Vâng, hiện nay kinh doanh ngày càng khốc liệt hơn, cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Là một thương nhân, là một nhân viên bán hàng, một mặt chúng ta cần phải luyện chiêu ăn nói, mặt khác cần phải quản lý nội bộ. Tất cả những điều này được quyết định bởi kỹ năng ăn nói của bạn và cả của tôi, đúng không? Như vậy, nếu như chúng ta không có khả năng truyền đạt ý tưởng thì rất khó để người khác có thể hiểu hết được ý của mình. Với quan niệm kinh doanh của người Mỹ là khả năng tài hùng biện trong kinh doanh trực tiếp dẫn đến thành công hay thất bại có thể nói là tỷ lệ đạt lên đến 85%. Vì vậy, bàn chuyện kinh doanh đối với đối thủ bằng tài hùng biện sắc bén đã trở thành một tố chất kinh doanh của những nhà kinh doanh cần tăng cường và rèn luyện. Có thể nói rằng muốn thành công thì không thể thiếu được tài hùng biện. Chỉ có được vốn tài hùng biện thì bạn mới có thể ung dung kinh doanh trên một thương trường khốc liệt. Nhân viên chấp hành tốt mệnh lệnh của bạn khiến cho mệnh lệnh của bạn được tiến hành một cách thuận lợi và xuất sắc. Trong quá trình quan hệ với công nhân viên thì hai bên cần phải hiểu nhau, tránh mâu thuẫn, tạo nên một tập thể chiến đấu vững mạnh. Trong nền kinh tế thị trường thì cần phải sống hòa bình với khách hàng, cần phải chiếm phần lớn thị phần thị trường kinh doanh. Chỉ cần bạn làm được những khâu vô cùng quan trọng này thì bạn mới có thể nói đến chuyện làm ăn lớn, kinh doanh lớn. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có khả năng ăn nói tiềm năng, tiềm tàng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh là nâng cao khả năng hùng biện lên một mức cao hơn để phục vụ cho kinh doanh. Vì vậy, tài hùng biện hấp dẫn sẽ giành được tình cảm của khách hàng như thế nào? Muốn lôi cuốn khách hàng thì cần phải có tài hùng biện. Có người nói đùa rằng tiền của khách hàng chính là phiếu lựa chọn ra một nhân viên bán hàng tốt nhất. Bạn kiếm được càng nhiều tiền thì tức là bạn càng giỏi. Tuy nhiên, lấy tiền từ trong túi người khác thì luôn luôn là người khác có cảm giác là buốt ruột, xót ruột và có cảm giác là tiếc tiền, đúng không ạ?
Do vậy, một nhân viên bán hàng xuất sắc luôn áp dụng chiến thuật tâm lý để khiến khách hàng vui vẻ và tình nguyện móc hầu bao ra. Đó mới là bán hàng, đúng không? Ví dụ, sẽ nêu ví dụ cho tất cả mọi người có thể tham khảo. Một đoàn khách du lịch nước ngoài khi ghé thăm một cửa hàng, nhân viên của cửa hàng đã đem hết tất cả các túi da sang trọng đắt nhất để mời chào. Và các bạn có biết là điều này gây ra phản ứng như thế nào với khách hàng không ạ? Nhưng làm vậy lại khiến cho khách hàng cảm giác là mình đang bị ép phải mua hàng. Và như thế thì sao ạ? Nhân viên bán hàng càng nhiệt tình thì càng làm cho khách hàng cảm thấy thật là ác cảm. Những nhân viên bán hàng kiểu này luôn khiến cho khách hàng có một ấn tượng xấu, và chắc chắn là lần sau khách hàng sẽ không quay lại mua hàng nữa. Bởi vì khi đã không có thiện cảm thì chắc chắn họ không quay lại, họ sẽ đến một cửa hàng khác, đúng không ạ? Do đó, với cách làm này của nhân viên bán hàng đã gây ra hậu quả hoàn toàn ngược với ý muốn của khách hàng. Và lúc này, nhân viên bán hàng và khách hàng khi nói chuyện với nhau cần tránh xa chủ đề bán túi sách. Hai bên nên nói về những chuyện liên quan đến du lịch, như đến khu du lịch chơi bao lâu, nghỉ ở đâu, thăm những điểm du lịch nào. Nhân viên bán hàng cần phải cố gắng tập trung đến câu chuyện thú vị về du lịch. Bạn có thể đặt những câu hỏi với khách hàng của bạn. Ví dụ, anh đi từ lúc nào? Đi bằng gì đến đây ạ? Anh định leo núi à? Nơi đó có rất nhiều đặc sản địa phương và địa phương lắm, vì tôi đã đi rồi. Cảnh ở đó rất là đẹp, đến rồi lại muốn đến lần nữa. Những câu nói này sẽ khiến cho hai bên nói chuyện một cách thoải mái và nói mái không dứt. Đó đều là những câu chuyện thú vị liên quan đến du lịch. Chủ đề nhân viên gợi ý của khách hàng, còn khách hàng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hưng phấn vì được nói chuyện với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng và khách hàng nói chuyện với nhau như vậy thì sẽ đạt được mục đích bán hàng của nhân viên bán hàng. Ai lại không muốn mua hàng? Ai lại không buồn để ý đến một nhân viên bán hàng dễ thương, nhiệt tình, đúng không ạ? Cái điều đó là cực kỳ quan trọng và nó đóng vai trò xuyên suốt trong sự nghiệp bán hàng. Và khi đó nhân viên bán hàng sẽ biết cách nói. Nếu khách hàng ở lại 2 đêm thì chiếc vali da này rất hợp với anh chị. Có đựng thêm được vài món đồ trong vali thì cũng không sợ nặng đâu. Kèm theo những lời khuyên ấy là chiếc túi sách và vali cùng món đồ nho nhỏ sẽ được bán ra một cách thuận lợi. Bạn cũng có thể giới thiệu thêm về hộp đựng đồ mỹ phẩm, những đồ dùng cá nhân. Nói một cách khác là bạn sẽ bán được những món hàng có liên quan.
Vì vậy, chúng ta hay có một câu nói dân dã, đó là bán bia thì kèm lạc. Với cách làm này thì tất cả những chuyên gia, các vị giám đốc trong doanh nghiệp cần cho nhân viên bán hàng biết được khái niệm phục vụ tuyệt diệu. Vì bạn muốn bán hàng thật nhanh thì càng không thể nói chuyện gì nhiều, thậm chí còn khiến cho khách hàng cảm thấy ác cảm. Cứ như vậy thì những lời nói của nhân viên bán hàng sẽ khiến cho khách hàng có cảm giác không tin tưởng. Đó, do đó, đối với những thứ mà khách hàng không muốn thì xin đừng mời họ mua. Và nhân viên bán hàng hay bất kể ai hoạt động trong lĩnh vực bán hàng, hãy giữ lời hứa với mỗi câu nói của mình. Bạn không nên tùy tiện hứa này hứa nọ. Vì đã hứa thì phải biết giữ lời. Bạn cần phải cho mọi người biết bạn là người biết giữ lời hứa. Như vậy thì mới bán được hàng hóa và phục vụ mới tốt được. Nhưng cần phải khẳng định giữ lời hứa là một đức tính cực kỳ là tốt đẹp. Có một số người thường tùy tiện hứa lung tung. Bởi vì sao? Chúng ta hứa lung tung và mỗi một lời hứa là một nhiệm vụ rất nặng nề. Vì vậy chúng ta cần xem xét lại. Nếu hứa lung tung nhưng rất ít khi giữ lời hứa, do đó đã để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác. Nếu bạn đã nói là mình muốn làm việc gì đó thì bạn cần phải làm được. Nếu bạn không làm được, thấy rằng được không bằng mất, hoặc là bạn không muốn làm thì đừng có nhận lời người khác. Bạn có thể tìm cái cớ nào đó để từ chối, nhưng tuyệt đối đừng có nói là tôi thử xem sao. Nếu bạn nói thử xem sao mà không làm được thì đối phương sẽ nghĩ là bạn đã thử thất bại. Chữ tín của bạn sẽ để lại ấn tượng. Không tốt với khách hàng, đúng không ạ? Vì vậy, chữ tín của bạn sẽ để lại ấn tượng tốt đối với khách hàng. Đó là khi bạn phải là người biết giữ chữ tín hay không? Bạn phải là người hay hứa hay không? Bạn có phải là người đáng để một người gửi gắm trách nhiệm hay không? Hay đơn giản là bạn thường xuyên quên đi những việc của người khác nhờ vả, rồi bạn đã truyền đạt sai thông tin bao nhiêu lần khi khách hàng muốn tìm hiểu về tính năng sản phẩm của công ty. Bạn đã cung cấp bao nhiêu tài liệu không trung thực cho khách hàng khi họ muốn tìm hiểu về hàng mẫu hoặc tài liệu tuyên truyền liên quan đến sản phẩm. Càng quan trọng hơn là phải giữ lời hứa với cuộc hẹn. Nghe sao mà rất đơn giản, đúng không ạ? Nhưng làm thì vô cùng khó khăn. Xuất phát từ tính cách, từ ý nghĩ, từ những vấn đề mà chúng ta cho rằng
ở mức nào đó là bình thường. Cho nên thì giữ đúng lời hứa cho một cuộc hẹn là một vấn đề. Và nếu như quyết tâm thì tất cả mọi người đều có thể làm được việc đó. Khi chúng ta hiểu vấn đề, bạn chỉ cần sao nhãng chút thôi thì có thể sẽ không thể đến hẹn được. Nhiều khi bạn cho rằng người ta có thể không cần đến sự phục vụ của bạn. Nếu để cho người ta biết được cách suy nghĩ an ủi này của bạn thì người ta sẽ cho rằng bạn là một kẻ lười nhác. Bạn có thể cũng có tâm lý gặp may và cho rằng khách hàng sẽ tha thứ cho mình. Nhưng người ta sẽ nhìn ngay ra tâm lý lười biếng của bạn. Do đó, khi phục vụ, bạn đừng có dễ dàng hứa hẹn. Đã hứa rồi thì nhất định phải giữ lời. Như vậy, khách hàng sẽ xúc động vì thái độ của bạn. Họ sẽ cho rằng bạn là người biết giữ lời hứa. Từ đó sẽ tin tưởng, dựa dẫm vào bạn. Đó cũng là một nguyên nhân khiến bạn chiến thắng trong cuộc sống, tất cả trong cuộc sống. Cho dù trong cuộc sống hay trong công việc mà bạn càng trọng chữ tín thì bạn càng thúc đẩy nhanh thành công của mình. Bạn giữ lời hứa với càng nhiều khách hàng thì bạn càng làm tốt việc phục vụ bán hàng của mình. Nhưng một khi đã hứa thì tất cả tôi và bạn sẽ phải nâng cao kỹ năng thực hiện nó và không được phép xem thường lời hẹn của mình, đúng không? Do vậy, bạn cần phải biết coi trọng từng câu nói của mình. Cuộc sống này chỉ quan tâm tới những người nói lời, phải biết giữ lời. Nuốt lời là một tật xấu. Tất nhiên điều này ai cũng đã từng gặp phải, mà tôi cũng đã từng gặp phải. Có thể tùy vào nhận thức và tuổi tác, tuổi đời và khả năng va chạm trong cuộc sống thì chúng ta có nhận thức sớm hay muộn hơn một chút mà thôi. Nhưng đến một thời điểm nào đó thì điều này lại càng thận trọng hơn. Bởi vì nuốt lời là một tật xấu. Nếu có tật xấu này thì bạn cần phải thay đổi. Tôi cũng cần phải thay đổi, đúng không bạn? Với khuyết điểm này của mình, như vậy bạn sẽ giới thiệu thành công về mình. Cho dù bạn bán mặt hàng, bán hàng theo cách nào, nhưng bạn luôn có trách nhiệm với mỗi lời nói của mình nói. Bạn thuyết phục khách hàng bằng chính hành động của mình, khiến cho họ tận mắt chứng kiến những gì bạn làm đều là vì lợi ích của họ. Để giữ lời hứa, bạn có thể vứt bỏ những cái khác, luôn tạo cho mọi người thấy mình là một người rất đáng tin cậy. Bán hàng, bạn bán hàng, phục vụ hay sản phẩm cần phải tuân thủ theo đức tính tốt đẹp này. Nếu trước kia bạn chưa làm như vậy thì xin đề nghị hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Có lẽ bạn sẽ làm tốt hơn trước rất nhiều. Và chẳng có lý do gì cả chúng ta không bước tiếp đến với những điều tốt hơn của ngày hôm qua. Đó là chân lý của cuộc sống này. Đó là thứ chúng ta đang theo đuổi. Ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay, ngày hôm nay tốt đẹp hơn ngày hôm qua, đúng không ạ? Vì vậy bán hàng cần phải có biện pháp tuyên truyền và quảng cáo thành công, nhưng có thể làm cho khách hàng rung động. Được khách hàng yêu thích nhất vẫn là thái độ phục vụ và phục vụ mãi tin cậy, giữ chữ tín của bạn. Mới là những điều
then chốt được quyết định là những giao dịch có hiệu quả thành công. Một kỹ năng cực kỳ quan trọng nữa mà tất cả mọi người đã từng nghe qua, và cũng một số người có thể là sẽ quên, một số người thì chưa được nhấn mạnh, đó là hãy gọi đúng tên khách hàng. Vì sao? Thưa quý vị, hành vi của con người có một nguyên tắc vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta tuân thủ theo nguyên tắc này thì sẽ không gặp phải bất cứ rắc rối nào. Hơn nữa, qua đó bạn còn có được tình bạn và niềm vui. Nguyên tắc vĩnh cửu này là lúc nào cũng phải khiến cho người khác cảm thấy họ vô cùng quan trọng. Có nhà tâm lý học đã nói, với những người bán hàng thì điều quan trọng là làm thế nào để người khác cảm thấy được tôn trọng. Đó mới là điều quan trọng. Chúng ta phải nghĩ cho khách hàng và làm cho khách hàng được tôn trọng. Điều quan trọng nhất là cảm nhận của khách hàng đối với bạn, chứ không phải là bạn đang tự cảm nhận về mình. Điều đó không có ý nghĩa gì đối với khách hàng. Vì vậy, ghi nhớ tên khách hàng, gọi đúng tên khách hàng là thứ âm thanh vui tai nhất trên thế giới này đối với họ. Và tôi cũng là một khách hàng, bạn cũng là một khách hàng. Mà nếu như một ngày đó một người từng gặp với mình rồi mà họ không nhớ tên mình thì các bạn nghĩ gì? Tôi sẽ nghĩ gì? Vâng, chắc chắn là những suy nghĩ đó nó không hề hay đâu, đúng không ạ? Không hề tốt đẹp. Có bao nhiêu ý nghĩ xuất hiện trong đầu? Vì sao? Tên chính là bộ phận quan trọng nhất của thân phận con người, cũng như là tự trọng, lòng tự trọng. Bản năng con người cho chúng ta biết người nhớ tên tôi nhất định là người tôn trọng tôi. Do đó, cách làm đơn giản nhất để cởi mở tấm lòng, quan hệ tốt với khách hàng đơn giản nhất đó là hãy ghi nhớ tên của khách hàng. Tên của khách hàng cực kỳ quan trọng các bạn. Và nhớ điều này là đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kinh doanh. Mỗi khi ta tiếp xúc với khách hàng mới hoặc khách hàng quen thì bạn cần phải tìm cách biết được tên của họ. Cần phải biết đúng tên họ, tên chính xác, như vậy họ sẽ vô cùng vui sướng. Vâng, một tâm lý rất bản năng, nhưng ai cũng mong muốn được gọi tên mình lên, đúng không? Khi nói chuyện có cơ hội thì bạn cần phải đề cập tên họ, chức vụ của người ta nhằm nhấn mạnh sự quan tâm, tôn trọng của bạn đối với người ta. Chúng ta đến với một ví dụ. Pfizer, người mới chỉ học hết tiểu học trước năm 46 tuổi đã trở thành chủ tịch Đảng Dân Chủ, đồng thời đã giúp đỡ Roosevelt giành được chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Vậy bí quyết thành công của ông ấy là gì? Tại sao một người chưa hết học hết tiểu học mà có thể thành công lớn đến như vậy? Và đây bí quyết ngay sau đây. Tôi có thể nhớ được tên của 50.000 người. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ việc nhớ tên của 50.000 con người
cũng đã đóng một vai trò để thành công. Mỗi khi gặp được người, một người không quen biết, ông đều hỏi thăm tên tuổi, số người trong gia đình, nghề nghiệp và khuynh hướng chính trị của người đó, rồi ghi nhớ lại lần sau nếu có gặp lại người đó, cho dù là một năm sau, ông đều có thể vỗ vai thân mật hỏi thăm về vợ con anh ta, hỏi thăm về khu vườn sau nhà của anh ta. Chẳng trách mọi người ai cũng muốn đi theo ông, đúng không? Và tôi cũng muốn ạ, tôi cũng muốn đi theo, đúng không? Và có một cô họ Lý mới được giao phụ trách nghiệp vụ tại một khu vực. Cô đi đến thăm một khách hàng tiềm năng. Khi bước vào văn phòng một công ty A, cô tìm đến văn phòng của tổng giám đốc. Cô tự tin đi về phía cô thư ký, chìa tay ra nói: chào cô, tôi tên là... Còn cô thư ký không thể không chìa tay ra nói: tôi họ Trương, Trương Thị Mỹ, tôi có thể giúp gì được cho cô. Như vậy cô Lý đã khéo léo biết được tên đối phương, đồng thời trong quá trình đối thoại luôn nhắc đến tên đối phương, khiến cô Trương cảm thấy mình tôn trọng. Vì vậy khi đó việc chúng ta nhờ cô Trương thông báo để xin gặp tổng giám đốc chẳng còn là việc gì khó khăn cả. Người nhân viên bán hàng muốn thiết lập được mối quan hệ tốt với người dân thì phải nhớ rằng trọng điểm chính là tên của đối phương. Vâng, xoay quanh vấn đề nhớ tên của khách hàng, nhớ tên đối phương là nhớ tên khách hàng, đã là một việc chúng ta cần phải hết sức lưu tâm trong bán hàng. Ngoài ra, chúng ta cần có sự quan tâm một cách chân thành. Trong chuyện ngụ ngôn Erop có một câu danh ngôn như sau: sức nóng của mặt trời dễ khiến người ta cười ảo hơn là một cơn gió to. Vậy đối với một nhân viên bán hàng, khách hàng không phải là địch thủ, khách hàng là bạn, không phải là địch thủ, không phải là những người đáng ghét mà là những người bạn của bạn, là miếng cơm manh áo của bạn. Bởi vậy bạn nên tập trung sự chú ý của bạn vào khách hàng, quan tâm đến mỗi người khách lạ mà bạn gặp giống như bạn quan tâm đến người bạn của mình, và cố gắng hết mình để cảm nhận những biểu hiện tình cảm của họ, giải quyết những khó khăn của họ, đáp ứng những yêu cầu của họ. Chỉ cần họ cảm thấy bạn thực sự đối xử tốt với họ thì họ sẽ đáp lại lòng tốt của bạn một cách xứng đáng. Đó là một đơn đặt hàng và lòng biết ơn chân thành, bởi mọi người luôn luôn muốn quan tâm đến những người có quan hệ với mình. Vậy khi quan tâm đến người khác, bạn phải làm được những điều như thế nào? Và đây là những điều sau mà tất cả chúng ta đều có cơ hội tham khảo. Một, phải có sự cảm kích một cách chân thành với khách hàng. Khi chào hỏi thì phải chào hỏi tất cả những người có mặt ở đó. Khi hỏi thăm mọi người thì phải thể hiện hết thái độ thân thiện và nhiệt tình.
phải hết sức là thân thiện, nhưng cần phải nhiệt tình tìm hiểu những khó khăn cũng như nhu cầu của đối phương. Đấy là một điểm cực kỳ quan trọng mà một người bán hàng hết sức lưu ý, quan tâm đến nhu cầu thực sự của đối phương mới là điều quan trọng. Ví dụ như một người sống độc thân sẽ luôn cảm thấy vô cùng cô đơn trong những ngày lễ Tết, là bởi vì sống độc thân mà. Và những ngày đó thì tất cả mọi người đều đi chơi, mọi người đều có người yêu, có gia đình, có vợ chồng, và còn họ sống độc thân thì sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Bởi vậy nếu trong những dịp đó bạn thường xuyên gọi điện hỏi thăm hoặc mời anh ta cùng tham gia các buổi gặp mặt bạn bè, thì anh ta nhất định sẽ không bao giờ quên sự quan tâm chân thành đó của bạn. Nếu bạn nghe thấy anh ta nói đến chuyện cậu con trai vừa giành được giải thưởng trong cuộc thi vẽ tranh với một sự tự hào, thì lần sau gặp mặt bạn hãy chọn quyển tranh thật đẹp hoặc hộp màu thật tốt nhờ anh ta chuyển tặng cho cậu con trai. Đấy chẳng phải là cách mình lấy lòng khách hàng sao? Anh ta liệu có thể không muốn làm bạn với bạn không? Chắc chắn rồi, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt của nhau đó. Vì vậy sự quan tâm phải xuất phát từ cả hai phía. Sự quan tâm chân thành của bạn đem lại cho đối phương cảm giác ấm áp, làm nảy sinh tình hữu nghị, giành được tình cảm của đối phương. Bởi vậy nguyên tắc để kết bạn được với những người lạ là quan tâm đến người khác một cách chân thành, và điều đó sẽ giúp cho chúng ta mở rộng được mối quan hệ, mở rộng được khách hàng và cơ hội để hai bên cùng có lợi phát triển là rất cao. Và song song với việc quan tâm đến khách hàng một cách chân thành thì kỹ năng kiên nhẫn lắng nghe cực kỳ quan trọng. Và tại sao người bán hàng phải là người kiên nhẫn lắng nghe? Bạn hãy thử nghĩ lại, nếu như khi gặp bạn đang là một nhân viên bán hàng, người khác liên tục ngắt lời bạn để tranh luận với bạn, hoặc là người khác vừa nghe bạn vừa làm việc khác tỏ thái độ rất khó chịu, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nhất định bạn sẽ cảm thấy rằng đối phương không hề lắng nghe những gì bạn đang nói và cũng không hề quan trọng bạn. Ai cũng đều mong muốn rằng mỗi khi mình nói thì đều được mọi người chăm chú lắng nghe. Không những thế, họ còn thể hiện cho bạn biết rằng họ nắm được và hiểu được những gì bạn nói. Đấy là một trong những nét tính cách của con người. Bởi vậy, một vị học giả nổi tiếng đã từng nói, để có được mối quan hệ kinh doanh thành công cũng không có gì là bí ẩn cả. Chẳng có gì khiến người khác vui hơn là có người chịu khó lắng nghe họ nói. Và đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong bán hàng. Và nếu như một nhân viên bán hàng chịu khó lắng nghe thì kết quả cũng sẽ khác.
Bởi lắng nghe thì mới có thể hiểu được tình hình và yêu cầu cơ bản của đối phương. Có thể có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho việc bán hàng. Lắng nghe thì mới có thể khiến cho đối phương cảm nhận được sự thân thiện cũng như sự tôn trọng của bạn đối với họ, thì họ mới muốn kết bạn với bạn. Vì không dễ để trở thành một người biết lắng nghe. Và dưới đây là một số kỹ năng để bạn rèn luyện. Vâng, kỹ năng số 1 là nhìn thẳng vào người đó, tập trung lắng nghe. Và như tôi đang nhìn thẳng vào tất cả các bạn. Kỹ năng số 2 là tập trung sự chú ý từng câu chữ và ý nghĩa của nó. Chúng ta không thể ngồi nghe mà lại không để bộ não chúng ta phân tích ý nghĩa của từng câu. Thì như vậy nghe cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, không khác gì nước đổ đầu vịt, đúng không? Vì vậy nên tập trung sự chú ý từng câu chữ và ý nghĩa của nó. Và kỹ năng số 3 là lắng nghe một cách vô tư. Lắng nghe một cách vô tư, đó là sự chân thành. Chúng ta không miễn cưỡng, chúng ta không bị ép buộc nghe, hay vô tư lắng nghe. Trong cuộc nói chuyện thỉnh thoảng nói những câu nói như ôi trời ạ, rồi sao nữa, hóa ra là như vậy, đúng không ạ? Giúp cho tinh thần của đối phương cảm kích hơn, đúng không ạ? Hào hứng hơn, vui vẻ hơn. Khi bạn cho rằng mình biết được đáp án thì cũng không nên cắt ngang câu chuyện. Đây là kỹ năng số 5. Nếu khi mà bạn ngồi nói chuyện, bạn biết chắc đối phương nói vấn đề này và bạn biết chắc là đáp án, mà bạn lên tiếng ngay, ngắt quãng, đây là một điều nghi kỵ, tốt nhất là nên tránh. Dù chúng ta có biết câu trả lời thì cũng hãy tôn trọng người đó và lắng nghe đến hết phần nói của đối phương, đúng không? Kỹ năng 6 là hãy thử im lặng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đây là phần phải thực tập, đúng không? Chúng ta có thể ngồi im lặng 1 tiếng đồng hồ. Và đây là cách rèn luyện để làm sao? Để kỹ năng lắng nghe chúng ta im lặng chúng ta trở nên tốt hơn. Mục đích cuối cùng là gì? Để nâng cao bản thân, để khi chúng ta ngoại giao, giao tiếp, mọi thứ nó được chỉnh chu hơn, đúng không? Kỹ năng số 7, chúng ta luôn tỏ ra hào hứng và quan tâm đến vấn đề đó. Phải hào hứng và quan tâm đến vấn đề đó, chứ đừng nghe theo kiểu cho xong, cho qua, mà phải quan tâm đến nó. Đừng bận tâm đến những gì mình đang nghĩ. Đừng nói là mình không muốn điều đó, không có giá trị của khách hàng. Điều chúng ta muốn là phát triển đối tác khách hàng thì chúng ta phải hy sinh những điều chúng ta thực sự đang nghĩ. Nó chẳng nghĩa gì với khách hàng cả. Người trò chuyện với bạn, anh ta sẽ tỏ ra hứng thú đến bản thân của anh ta và những nhu cầu của anh ta gấp trăm lần so với bạn và những vấn đề của bạn. Đó, đây là vấn đề cần nhận thức một cách rõ nét để không phạm sai lầm. Vấn đề của người ta, họ quan tâm nhiều hơn vấn đề của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ
việc anh ta bị đau răng nó còn quan trọng hơn cả cái việc xảy ra một cái trận động đất lớn. Đó, sự khập khiễng nó khủng khiếp như thế. Trận động đất lớn như vậy nhưng chỉ xếp số 2 sau vấn đề đau răng của ta. Đúng rồi. Lần sau dù là đi du lịch, đi công tác, đi tham gia lễ hội hay đi cắt tóc, đi khám bệnh, bạn đừng quên khuyến khích đối phương nói về bản thân của anh ta. Hãy nhớ kỹ năng này. Khuyến khích đối phương nói về bản thân của đối phương, đồng thời học cách vận dụng những thông tin đó để khiến anh ta tiếp tục nói về mình. Trong quá trình lắng nghe, bạn sẽ có được một người bạn mới. Muốn những người lạ chấp nhận sự thân thiện của bạn thì bạn phải học cách, học được cách kiên nhẫn và lắng nghe. Kiên nhẫn và lắng nghe chính là kỹ năng trong bán hàng. Và để câu chuyện trở nên thú vị hơn, vui vẻ hơn, thì hãy đề cập đến những chủ đề mà đối phương hứng thú. Đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng trong bất kể ai trong chúng ta đều có sự thích thú với một lĩnh vực nào đó, đều có những sở trường riêng. Vì vậy nếu một ai đó mà chịu khó lắng nghe để mình kể lại những sở trường, những đam mê của mình, thì đó là mình cực kỳ hứng thú, đúng không? Một dẫn chứng cho mọi người thấy. Nhớ lại mấy năm trước, khi anh ta còn là học sinh tiểu học, có một lần đi tàu đến Bắc Kinh du lịch, ngồi bên cạnh anh ta là một chàng trai trẻ làm trong ngành kiến trúc. Họ hỏi nhau vài câu xoay quanh chủ đề công việc của từng người. Sau đó anh ta đề cập đến lĩnh vực âm nhạc hiện đang lưu hành trong trường học. Thế là người thanh niên đó bắt đầu thao thao bất tuyệt về mọi việc mình đi mua đĩa nhạc, về sự cảm thụ âm nhạc của mình. Và sau khi xuống tàu, người thanh niên đó không những nhiệt tình đưa anh ta đến nơi anh ta cần đến, đồng thời còn để lại tên và địa chỉ. Thực ra bản thân anh ta thì chẳng có thứ gì đặc biệt để khiến anh ta dễ dàng có được sự tin tưởng của người khác. Chỉ có điều anh ta đã vô tình vận dụng nguyên tắc quan trọng đề cập đến chủ đề mà đối phương hứng thú, khiến đối phương cảm thấy hưng phấn, vui vẻ. Bởi vì đối phương sẽ cảm thấy như vậy là bạn là quan trọng hơn ta. Không những thế, trên thực tế, trong lần đầu tiên gặp mặt, cả hai bên đều lo lắng về ấn tượng của mình đối với đối phương. Đề cập đến chủ đề mà đối phương hứng thú, bạn có thể khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có thể thêm cảm hứng nói chuyện. Vậy làm thế nào để tìm được chủ đề mà đối phương hứng thú? Bởi vì khi mới gặp thì chúng ta không thể biết được là đối phương đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì, sở thích của anh ta là gì. Vì vậy chúng ta cần thao tác để tìm hiểu đối phương hứng thú với những điều gì. Đó mới là vấn đề. Đó mới là vậy. Vậy bạn hãy thử suy nghĩ xem
Một, các bạn gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Có phải là một buổi tiệc xã giao? Ở văn phòng của bạn hay là ở văn phòng của đối phương, hay là ở một ở nhà của một người bạn? Ở nhà chờ xe buýt hay là trên xe điện hay trên tàu hỏa? Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, bạn có thể áp dụng những phương pháp sau để tìm hiểu những thứ mà chúng ta. Đó là cách chúng ta đi vào tìm hiểu điều mà đối phương hứng thú. Chúng ta có nhiều cách tùy từng tình huống để chúng ta áp dụng, để đối phương có thể thổ lộ ra những chủ đề mà đối phương hứng thú. Và nếu như nắm bắt được rồi thì chúng ta lập tức xoay quanh chủ đề đó để đưa câu chuyện nó trở nên hấp dẫn hơn, vui vẻ hơn và hứng thú hơn, đúng không? Một kỹ năng nữa cực kỳ quan trọng giúp cho những người bán hàng, nhân viên bán hàng, các giám đốc kinh doanh trở nên xuất sắc hơn, trở nên vượt trội hơn, đó là kỹ năng nhìn. Nếu bạn đến nhà hoặc đến văn phòng của đối phương, bạn nên ngay lập tức xem ở đó có thứ gì khác thường hay không. Ví dụ như khung gương, đồ sưu tầm, đồ trang trí nội thất khác lạ, hay những con vật nuôi dễ thương, hay như cách ăn mặc trang điểm của đối phương, hay như thói quen ăn uống có gì đó đặc biệt, hay có điểm gì nổi bật. Và lấy những sự vật mà bạn quan sát được để mở đầu câu chuyện, để mở đầu câu chuyện sẽ rất dễ tạo ra sự hứng thú đối phương. Bởi vì sao? Tất cả những vật dụng mà có trong nhà, trong căn phòng đối phương đều là do đối phương thích thì họ mới mua về, đúng không? Như vậy sẽ giúp đường dẫn vào một cái câu chuyện mà anh ta có thể kể ra. Anh ta có thể kể với bạn là về chuyến đi du lịch Tô Châu, Hàng Châu của anh ta này, hoặc sẽ kể cho bạn nghe từ đầu đến cuối về anh ta đã ngẫu nhiên có được bút tích của một người nổi tiếng như thế nào, đúng không ạ? Bởi vì mỗi một vật phẩm nó đều có một cái lý do để chúng ta mua về. Và đấy chính là cái câu chuyện của từng tình huống nó xảy ra. Và họ rất thích kể về câu chuyện đó, đúng không ạ? Một cách cực kỳ quan trọng nữa là kỹ năng nghe, để biết được sở thích và chủ đề đối phương quan tâm và hứng thú. Chăm chú lắng nghe câu chuyện của đối phương và những phản ứng, những câu từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc những ngữ điệu biểu lộ tình cảm đặc biệt, đều có thể cho bạn biết đối phương thực sự hứng thú với cái gì. Trong trường hợp tham gia các cuộc tụ họp, nếu bạn nghe thấy được người bạn xung quanh rất hứng thú với thú câu cá, nói đâu ra đấy, bạn nhất định phải ghi nhớ để lần sau, nếu lần sau tụ họp, bạn nên hỏi thăm về những chủ đề liên quan đến vấn đề đi câu cá. Ví dụ như là bạn có câu được cá to không? Có câu thường xuyên được nhiều cá không? Hay là không câu được cá, đúng không ạ? Đấy là một chủ đề cực kỳ mà đối phương thích nghe, đúng không ạ? Bởi vì đấy là đam mê, là sở thích của họ. Tại sao mình không xoáy sâu vào những vấn đề của họ? Hay là mình lại thao thao bất tuyệt nói về mình, đúng không? Điều mình nói nó không có ý nghĩa gì với khách hàng. Trước khi chúng ta trở thành bạn thì
cái điều chúng ta thảo luận có giá trị, đúng không ạ? Và kỹ năng hỏi trong các trường hợp mang tính xây dựng xã giao, có thể trực tiếp hỏi họ những vấn đề như chức vụ của đối phương, hỏi xem con họ học ở đâu, bình thường có những thú tiêu khiển gì, đã từng đi học, đi du lịch ở những đâu. Hỏi họ có thích xem bộ phim hay quyển sách đang lên cơn sốt hay không. Không nên đề cập đến những vấn đề riêng tư cần giữ kín của đối phương. Đó là một sai lầm. Động chạm những thứ người khác không thích nói, đấy là một sai lầm. Từ đó làm cho hai bên trở nên thân thiện, gần gũi và khích lệ anh ta nói về bản thân. Đây là một việc làm luôn đem lại kết quả không gặp. Nếu đối phương là người bạn, người làm kinh doanh hay tiêu thụ thì nên trực tiếp hỏi anh ta về cách nhìn của anh ta đối với một ngành nghề nào đó. Đó, nếu anh ta là một nhà kinh doanh, nói đến chuyên ngành của mình, nhất định anh ta sẽ nói chuyện với bạn một cách thoải mái. Đó cũng là nguyên tắc thứ tư để khiến người làm quý mến bạn, là nói về chủ đề mà đối phương cực kỳ là hứng thú, đúng không ạ? Và đây cũng là chân lý trong kinh doanh. Và những điều này cần được thực tiễn, áp dụng, vận dụng trong ngoại giao bán hàng, đúng không ạ? Và sẽ làm cho cái việc chúng ta mua bán hàng hóa thì thuận tiện hơn, thuận lợi hơn, đúng không? Kỹ năng tiếp theo đó là kỹ năng khen ngợi đối phương. Nếu nhìn thấu vào tâm tư của một người, thì ai là người thích người khác phê bình? Câu trả lời đây là gì? Không có ai, không có ai thích phê bình cả. Nếu hỏi 100 người, 1000 người, không có ai. Vậy ai là người thích người khác khen ngợi? Thì ai cũng thích. Đó là gốc rễ của vấn đề. Và chúng ta cần nhận thức một cách cực kỳ, phân biệt cực kỳ rõ nét, bóc tách rõ ràng vấn đề. Dẫn chứng chứng minh cho cái điểm này, ông Shiro, một chính trị gia người La Mã cổ, đã từng nói: chúng ta được cảm thấy vô cùng hưng phấn mà khi được người khác khen ngợi. Khen ngợi có thể làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, khiến cho họ nhìn thấy được mặt tối nhất trong con người. Vì vậy không nên tiết kiệm những lời khen chân thành của bạn. Hãy nói những lời đó với mỗi người mà bạn gặp, khiến họ cảm thấy một chút ấm áp trong thế giới này. Và lần sau, khi lần đầu tiên gặp mặt một người lạ, bạn có thể ngay lập tức khen ngợi, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với những hành vi, ngoại hình của họ hoặc những thứ họ sử dụng. Đối phương nhất định sẽ cảm nhận được thành ý và sự thân thiện. Sẽ cảm nhận được sự thân thiện của bạn. Họ sẽ muốn kết giao với bạn. Vì vậy, gặp mặt lần đầu tiên nên khen ngợi thế nào, đúng không? Cần phải có cách khen ngợi hợp lý. Và dưới đây là một số kinh nghiệm của những người thành công, những người rất thành đạt, rất giàu có, họ chia sẻ. Đây là những điều chúng ta rất dễ tham khảo, đúng không? Tất nhiên trong cuộc sống rất rất nhiều, nhưng đúc kết và tham khảo thì với sức của chúng ta cũng sẽ chỉ lựa chọn những điều tốt đẹp nhất để tham khảo, đúng không ạ?
khen không nên quá trực tiếp. Phương pháp tốt nhất là không nên nội liễu, không nên nội liễu quá. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc rất kín đáo, khi gặp một người lạ khen ngợi người khác một cách quá trực tiếp, quá lộ liễu sẽ khiến cho người khác cảm thấy giả dối, khiến cho người khác không thể tin tưởng vào lời của bạn. Thậm chí có khi còn khiến người ta sởn cả gai ốc. Bởi vậy, bạn có thể khen anh ta một cách gián tiếp qua người khác hoặc đồ vật khác có thể liên quan đến anh ta. Ví dụ như người phương Bắc các anh đều rất có khí phách, hoặc cháu bé nhà anh trông thật dễ thương, hoa anh trồng hoa đẹp quá, hoặc chiếc ghim cài áo này ông mua ở đâu vậy, nó trông thật hợp với chiếc áo này. Thái độ phải chân thành, dùng từ phải khéo léo. Lời khen ngợi phải là những lời nói xuất phát từ sự chân thành và trên cơ sở sự thật. Chúng ta khen chúng ta phải dựa trên cơ sở của sự thật, đồng thời phải bị đưa ra một cách khéo léo. Và nếu là những từ ngữ khoa trương khiên cưỡng thì sẽ chỉ là hỏng việc, không tác dụng, phản tác dụng, khiến người nghe cảm thấy như là mình bị mang ra làm một trò cười, bị biến thành kẻ ngốc, và bạn sẽ bị mất điểm. Đôi khi những lời đề nghị có thiện ý sẽ khiến đối phương cảm nhận được sự quan tâm, và những lời khen ngợi thành tâm thành ý. Và nếu bạn nói ví dụ như kiểu tóc của cô đẹp, có thể đối phương sẽ cảm thấy bạn chỉ thuận miệng nói ra câu nói đó và nói cho có. Nhưng nếu bạn nói tóc của cô chỗ này nếu cắt ngắn một chút thì sẽ càng hấp dẫn. Bạn vừa khen mái tóc của cô ấy nhưng vừa đưa ra sự gợi ý, cô ấy sẽ cảm nhận thấy là không phải tâng bốc cô ấy, mà là bạn thực sự quan trọng cô ấy, quan tâm đến cô ấy. Vì vậy, khi mà chúng ta khen, cần hết sức lưu ý để khéo léo đưa câu chuyện cách chân thực, chân thành, và giúp cho đối phương cảm nhận được là chúng ta khen, chứ không phải tâng bốc mọi gì. Những điều khi không phải sự thật, bất luận là ai cũng có thể cảm nhận được. Và trong tất cả mọi sự gặp gỡ trong cuộc đời, trong cuộc sống, đối với con người với con người thì nụ cười chính là cái điều cực kỳ là vi diệu. Và có được nụ cười trên môi là điều tuyệt vời nhất. Vì vậy, kỹ năng luôn tươi cười cũng cần phải hết sức là lưu tâm. Tôi luôn làm việc với nụ cười trên môi, đấy chính là bí quyết thành công của tôi. Một nhân viên bán hàng thành đạt đã mỉm cười mà nói như vậy. Đúng như vậy, nụ cười có sức hấp dẫn vô cùng thần bí. Nó không chỉ có thể giúp bạn thư giãn, tăng cường sự tự tin, nó còn có thể nối liền với trái tim, rút ngắn một cách nhanh chóng khoảng cách giữa bạn và người lạ. Tục ngữ có câu: thân thủ bất tả tiếu diệt nhân, có nghĩa là không đưa tay ra đánh người đang cười,
Bạn mỉm cười với người khác có nghĩa là bạn đang gửi lời tới họ một thông điệp rằng là tôi rất là quý anh, tôi rất vui được gặp anh. Ai có thể từ chối một thiện ý như vậy? Và bán hàng là một loại dịch vụ mà khi bán hàng, người phục vụ đòi hỏi nhiệt tình, chu đáo. Và một điều cấm kỵ đó là không được lạnh lùng bằng giá. Một khuôn mặt tươi cười trong lần gặp đầu tiên chính là nguồn ánh sáng khiến đối phương cảm nhận sự thân thiện của bạn. Nụ cười không thể mua được, đúng không? Không thể bắt buộc được, không thể mượn được. Nó chỉ có thể bắt nguồn từ sâu thẳm trái tim của con người. Chỉ khi bạn muốn chia sẻ, tình yêu với những người bạn mới thì bạn mới có thể có được nụ cười tự nhiên và thân thiện, khiến cho người khác không thể từ chối, không thể kháng cự. Khi đối phương không đón nhận sản phẩm hay dịch vụ của bạn, thậm chí còn tỏ ra tức giận, chỉ cần bạn kiên trì, tình yêu trong trái tim mình và nụ cười trên môi, như vậy có thể bạn có thể làm tiêu tan sự bực dọc của đối phương và có thể thêm một người bạn. Đã là bạn thì sợ gì sau này chúng ta không có cơ hội, cơ chế đua, thế mới gọi là nhãn tiền nhất tiếu giai chi kỳ. Và vâng, trong cuộc sống ngày nay, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0, thì tất cả chúng ta đều phải bán, đều phải bán một thứ gì đó. Ví dụ người nông dân khi họ trồng vụ thu hoạch rồi lại phải bán, bất kể thứ gì trên đời. Vì vậy nếu chúng ta có nhiều kỹ năng hơn trong việc bán hàng thì càng giúp cho chúng ta giao dịch hàng hóa trở nên thuận lợi, thành công dễ dàng, và từ đó chúng ta có được thành công. Thành công là một quá trình rèn luyện, trải nghiệm và làm việc thực tế. Và những điều những kỹ năng thì cần phải có. Và ngày hôm nay Đại Thành xin phép chia sẻ những kỹ năng cực kỳ quan trọng này đến tất cả mọi người. Và đây là phần 1 của những kiến thức về chia sẻ đối với tất cả mọi người. Và hy vọng rằng những điều mình chia sẻ dưới đây sẽ giúp ích tất cả mọi người trong cuộc sống. Và rất mong nhận được sự ủng hộ tất cả mọi người trong những phần tiếp theo của chương trình rèn luyện kỹ năng bản thân, kỹ năng hùng biện, thuyết trình và đàm phán trong kinh doanh. Vâng, và xin được kính chào và hẹn gặp lại.